Kính bạch Thầy, con có nghe Thầy giảng một bài về cái thật khổ là cái khổ trong sinh tử luân hồi. Nghĩa là cứ sinh ra, chết đi, lặp lại hết kiếp này sang kiếp khác. Nhưng con có một thắc mắc là nếu kiếp này mình biết đến Phật Pháp, mình tu lấy phúc, sinh ra tiền tài, sau đó đi cúng dường, tam bảo, làm từ thiện để tạo phúc, hồi hướng kiếp sau lại được gặp Phật Pháp tiếp, thì như vậy kiếp này mình có phúc và được hưởng phúc, kiếp sau lại tiếp tục được gặp Phật Pháp rồi tu tiếp, tạo phúc tiếp. Cứ như thế lặp lại kiếp này đến kiếp khác, vừa được gặp Phật Pháp, vừa được hưởng phúc, thì như vậy có phải cũng là tốt không ạ? Nghe không? Đấy, bạn nghĩ như thế. Thế còn việc đi tu thì con cũng thấy rất là kham khổ, vì phải sống trong rừng, ăn ít, không được hưởng những thú vui của con người ở trần gian. Con kính xin Thầy giải thích cho con điều này. Bạn Phan Thành, bạn thắc mắc, bạn nghĩ rằng là thế này, thắc mắc là con thấy thì bây giờ kiếp này này, chúng con sinh ra làm người, chúng con biết Phật Pháp, chúng con chăm tu để chúng con có phúc. Nghe không? Có phúc xong rồi thì con hồi hướng thì kiếp sau. Kiếp sau con sinh ra con cũng lại được làm người, có phúc, có phúc con được sung sướng, con cũng được ăn chơi thoải mái, xong con lại gặp Phật Pháp, con lại tu, con lại có phúc. Đấy, con lại được ăn chơi. Thế rồi có chết sang kiếp sau con vẫn có phúc. Có phúc con lại gặp Phật Pháp, con vẫn được ăn chơi, hưởng thụ. Thế thì chẳng hơn các Thầy à? Các Thầy đi tu làm gì cho khổ. Đấy, đại chúng hiểu rõ câu này chưa? Tức là cứ sống, cứ làm phúc xong gặp Phật Pháp, thì thà ở đời để sướng là thụ hưởng phúc ý, còn hơn tu làm gì cho khổ, nghe không? Nên bạn thắc mắc như vậy. Thầy xin trả lời bạn Phan Thành cũng như đại chúng cùng nghe thế này. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy ở đời không phải là hiếm những người có nhiều phúc báu, cũng rất nhiều người giàu có và giàu đến như làm vua là giàu nhất và sướng nhất rồi. Ai anh bảo là sướng như vua mà, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thấy đấy, vua cũng vẫn còn khổ và người giàu vẫn còn gì? Vẫn còn khóc, vẫn còn khóc. Bao nhiêu câu chuyện người giàu vẫn khóc. Đại chúng cứ ngẫm mà xem, làm vua, làm quan bây giờ có phải là hết khổ đâu, vẫn rất khổ đấy. Và những người ấy là người phúc lắm đấy chứ. Phúc lắm thì được làm vua, phúc nhất ở thế gian này á, là được làm vua đấy, thưa đại chúng. Và làm vua là quyền cao chức trọng nhất, giang sơn gấm vóc thuộc về mình, tam cung lục viện đủ hết, trăm con cũng có. Và đó, thưa đại chúng, sung sướng không? Như thế gọi là sung sướng nhất là làm vua thôi. Thế nhưng mà vua vẫn còn khổ đấy. Và sướng nữa là gì? Sướng sinh lên cõi trời. Sinh lên cõi trời là sướng lắm đấy, nghe không? Mà rồi lên cõi trời cũng vẫn còn có cái khổ. Đó, vẫn có cái khổ. Vậy cái khổ ở đây chính là khổ gì? Khổ của sinh tử đấy, thưa đại chúng. Cái khổ của sinh tử. Trong kinh thì Đức Phật dạy là có 8 mối khổ lớn. Khổ sinh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ ái biệt ly, khổ oán tắng hội ngộ, khổ cầu bất đắc và khổ ngũ ấm lẫy lừng bừng cháy. Đấy là 8 cái khổ. Và có thể nói rằng hầu hết chúng ta ai cũng gặp 8 cái khổ này. Và sinh già bệnh chết ai cũng gặp. Nào, ai cũng phải gặp. Cái đấy là cái khổ tất cả chúng sinh hữu tình đều phải trải qua. Đó. Và thưa đại chúng ấy, chúng ta ở nhà lầu, lầu son gác tía, ăn cơm ngon, vợ đẹp con khôn, khi chúng ta bệnh chúng ta có khổ không? Rất khổ. Rồi khi chúng ta chết chúng ta có khổ không? Càng khổ, càng giàu có, càng sung sướng, thì đến lúc chết càng khổ. Tiếc nuối, chia ly, vợ đẹp con yêu, vàng bạc nhiều, lúc ấy chết mới càng khổ. Đó. Khổ lắm thưa đại chúng. Đấy. Thế thì như vậy bạn này bạn chưa thấy được cái chỗ này. Bạn chỉ nghĩ là cứ sống tu và làm phúc để hưởng phúc, hưởng phúc cùng lắm là đến giàu có, quyền chức là hết rồi, ở trần gian đấy chỉ có thế đấy. Giàu sang, danh vọng, địa vị, của cái vợ đẹp con khôn đấy là nhất rồi. Không có cái gì hơn đâu. Và ở đây thì Thầy Thái Minh phải xin thưa với đại chúng, không ai phúc báu bằng Thái tử Tất Đạt Đa.
đúng không? Thái tử Tất Đạt Đa là phúc báo nhất rồi đấy. Bậc Bồ Tát nhất sinh Bổ Xứ, phúc báo nhất trần gian không ai bằng. Thế mà Thái tử còn bỏ cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu để đi tu. Thế thì phúc báo chúng ta nhằm gì so với Ngài? Mình phấn đấu bao nhiêu kiếp đi chăng nữa cũng chưa bằng một cái móng chân của Ngài. Phải không? Mà Ngài còn thấy khổ đấy, Ngài vẫn phải đi tu mới hết được khổ. Đó, thế cho nên ấy, quả thật ấy, chúng ta cũng đừng nên suy nghĩ như bạn này. Chúng ta biết rằng trong đời này chúng ta phải tu hành, phải làm phúc để có phúc báo, để cho nó bớt khổ, chứ không phải là hết khổ được, bớt một chút thôi. Chứ còn khổ đấy, thưa đại chúng, bốn cái khổ sinh lão bệnh tử ai cũng phải qua và nó khổ lắm đấy, thưa đại chúng. Càng giàu có, càng sung sướng, khi chết càng khổ, đó, càng tiếc nuối. Và đấy, Đức Phật thấy cái khổ của sinh tử ấy mà Ngài quyết ra đi tìm đạo, tu đạo để giải quyết dứt điểm, không còn luân hồi sinh tử nữa. Cái khổ của sinh tử, cái khổ đấy mới là khổ lớn. Đó, cho nên nếu không tu đạo, không giải thoát thì không ra khỏi cái khổ luân hồi sinh tử này, thưa đại chúng. Làm vua cõi trần gọi là sướng, là phúc báu nhiều nhất trần gian. Làm vua cõi trời gọi là phúc báu nhất cõi trời, sung sướng. Và đến như Bồ Tát nhất sinh Bổ Xứ cũng vẫn còn thấy đời là khổ để mà đi tu cơ mà. Đó, vua Trần Nhân Tông của chúng ta cũng thế, là vua rồi Thái Thượng Hoàng, sướng không? Sướng nhất, vinh quang nhất đấy. Mà Ngài còn rũ bỏ để đi tu. Đấy là những cái tấm gương, những minh chứng rất thật để chúng ta thấy thật sự đời là biển khổ, dẫu có phúc hay là không có phúc. Thế mới nói rằng là gì? Chúng ta là gì? Biển khổ trầm luân, sóng ngập trời. Khách trần trèo một chiếc thuyền, gọi là chơi thì cũng không đúng. Và dù ai ngược gió, ai xuôi gió thì vẫn còn trong biển khổ mà thôi. Người ngược gió tức là người kém phúc báu, người xuôi gió tức là người có nhiều phúc báu trong đời này, thì cũng vẫn trong cái biển khổ thôi. Chúng ta chỉ có mỗi một con đường duy nhất, đó là phải học Phật Pháp và cất cánh bay lên thì là thoát ra khỏi biển khổ. Còn trèo ngược, trèo xuôi gì thì cũng vẫn là trong biển khổ hết, thưa đại chúng. Phải cất cánh bay lên, chính là con đường Phật Pháp đấy, đi thẳng lên nhé. Thì thầy xin trả lời cho bạn Phan Thành như vậy, nghe không? Để bạn không phải lăn tăn nhiều, nghe không? Tu thì nó có khổ một chút, gian khổ một chút, nhưng mà khổ mà xong là vui, là phúc lạc. Còn không tu thì khổ dài dài, có phúc mà vẫn khổ dài dài. Ê, kính thưa đại chúng, bạn Kiều Ngọc Linh gửi câu hỏi thế này: Kính bạch Thầy, khóa tu tuổi trẻ này con không về chùa được vì bà con mới mất. Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy, có phải như thế không ạ? Để con giải thích với bố mẹ con, nếu với tình hình này thì có khi tháng sau con cũng không được về chùa nữa rồi, vì vẫn còn trong 49 ngày mất của bà con ạ. Con xin cảm ơn Thầy. Đấy là bạn Kiều Ngọc Linh. Bạn Kiều Ngọc Linh gửi câu hỏi về cho Sư Phụ. Chắc rằng câu hỏi này cũng nhiều bạn trong đây các con cũng thắc mắc. Nhiều gia đình cũng vẫn theo cái tập tục này, nghe không? Nhà có người mất là chẳng dám đi đâu. Tết cũng chẳng dám đến chúc nhà ai, đám cưới, đám xin cũng chẳng dám đi, cuộc vui nào mình cũng không dám dự. Đợi hết 49 ngày, đợi hết 100 ngày, có người còn đợi hết 3 năm, 3 năm mới đi. Đó. Thế thì Sư Phụ xin nhận định thế này: cái tập tục mà nhà có người mất ấy, thì người thân trong nhà không có đi chỗ này chỗ kia, nó xuất hiện khá lâu rồi. Người ta gọi là nhà đang có hạn áo xám. Áo xám thực ra thì nó không phải xám đâu, người ta mặc áo tang nó trắng chứ nó không xám lắm, nhưng mà người ta bảo là áo xám vì nó cái màu nó gọi là u tối, tang tóc mà, cho người ta gọi là nhà có hạn áo xám. Hạn áo xám người ta kiêng, người ta không đi chỗ này chỗ kia, không đi đến chỗ nọ đền chùa, không đi thăm nom chúc tụng,
lễ hội này nọ, người ta kiêng. Thế thì đây nó là một cái tập tục, các con ạ, nó không phải là đúng chân lý. Thì ở đây Sư Phụ xin chia sẻ với đại chúng thế này, chúng ta ai cũng phải chết cả, chẳng có ai là không chết. Mấy nghìn đứa các con ngồi đây rồi cũng sẽ chết hết, phải không? Thế nào không phải chết? Sư Phụ rồi cũng phải chết, Sư Phụ khẳng định nó như vậy. Thế còn chúng ta đã sinh ra là phải có chết, cho nên hữu sinh ắt hữu tử. Đáng nhẽ ngày sinh nhật ấy, cái giấy khai tử cũng mang đến luôn, nghe không? Để sẵn đấy, chưa ký ngày thôi, chưa ký ngày thôi, để bên cạnh. Vì đã biết là có sinh là phải có tử, chứ làm sao chứ không có tử. Hữu sinh thì ắt hữu tử. Tại sao thì sinh nhật thì mừng vui, phải không? À, ca hát vui mừng, nhưng mà đến chết ấy, đám tang thì khóc lóc ầm ĩ. Đấy là chúng ta không hiểu đạo. Hai cái này nó là đương nhiên. Chúng ta mời gọi một người đến thế giới này thì đương nhiên chúng ta sẽ có ngày phải tiễn biệt người đó rời khỏi thế giới này. Chúng ta rất hiểu cái điều đó. Nhưng mà chúng ta cứ thiên vị làm một chiều. Họ đến thì mừng tíu tít, nghe không? Họ đi thì khóc ủ ê, rồi buồn rồi khổ. Cho nên trong khóa hư lục của vua Trần Thái Tông đó, Ngài nói hay lắm: người mừng vừa đi thì kẻ điếu chen chân đến. Cái người mừng á, mừng ngày mình sinh nhật ra, và vừa mới ra khỏi thì kẻ đến phúng viếng đã bắt đầu chen chân đến rồi. Có khi vừa mới đến mừng thọ, mừng sinh nhật, mừng thọ xong, người ta vừa ra khỏi đã báo tang luôn, chết rồi. Đấy, sinh và tử nó như thế thôi. Phải hiểu đấy, ông vua Trần Thái Tông ngồi trên ngai mà ông hiểu đạo đến như vậy đấy các con ạ. Cho nên sinh tử là lẽ đương nhiên, không ai tránh khỏi. Ai cũng phải chết, nhà nào cũng phải chết, người nào cũng phải chết. Chúng ta hiểu được cái đạo lý ấy thì nó rất bình thường. Cho nên người học Phật và tu Phật mà hiểu Phật Pháp ấy, thì đối với cái chết họ không sợ, mà họ cũng không có gì là buồn rầu đâu các con ạ. Không có gì buồn rầu đâu. Nếu cuộc đời này họ đã sống cuộc đời tốt đẹp, họ làm được nhiều điều lợi ích thiện lành cho đời, thì họ ra đi rất thanh thản, giống như mình đi du lịch ấy các con ạ. Thế thôi, không có gì cả nhá. Thế nhưng ở đây thì quả thật nó xét về mặt tâm lý của thường nhân, của thế nhân, thì khi gia đình có người mất mát thì thường là đau khổ, buồn khóc, buồn thương. Và cái tâm lý buồn thương ấy nó còn kéo dài các con ạ, không phải một ngày, hai ngày là dứt ngay được. Thế thì khi trong gia đình nhà mình có người mới mất như thế, mình đi đâu, nhất là đến những cái chỗ mà vui vầy, chúc tụng thì nó không hợp lắm. Người ta chúc mình cũng khó, đúng không các con? Ví dụ nhà mình bố mới mất, mình đến mà đến đám một cái đám tiệc gì đó thì chẳng nhẽ người ta nâng cốc lại chúc mừng cậu à? Chúc mừng cái gì, bố tao mới mất nên khóc bỏ sư đi này này. Chúc mừng cái gì, nó khó chúc mừng, nó khó cho cái người người ta mà mình đến với họ đấy, khó cho họ, người ta khó chúc mình. Hay là ta đi sang hàng xóm chúc Tết đầu năm, nhà mình thì hai mấy, 26, 27 Tết ông mình mất, giờ mình đi sang hàng xóm mà chúc Tết, người ta cũng khó chúc mừng mình, chúc bác năm mới thế nọ thế kia, người ta cũng khó vì mình đang buồn, người ta cũng khó nói lời chúc được. Đây là một cái tâm lý sự thật các con ạ. Và để cho mình nguôi ngoai hết cái nỗi buồn đó thì cũng phải có thời gian, chứ không thể nào mà ngay lập tức mình hết nỗi buồn ngay được. Cái tâm lý con người chúng ta cũng phải có thời gian, phải không? Đang cao trào thế này mà nó xuống, nó cũng phải có thời gian. Mình đang rất là buồn, vừa mới đưa tang người thân xong thì nó còn buồn, buồn dài, cho nên chúng ta cũng không thể nào dứt ngay đi được. Chính vì thế mà người xưa, người ta căn cứ trên cái trạng thái tâm như vậy mà người ta nghĩ ra cái chuyện rằng là nhà có người mới mất, không nên đến những cái chỗ vui vầy, không đi đến những cái chỗ chúc tụng, chỗ mà vui vẻ mình không nên đến, vì đến đấy nó không hợp với cái tâm của mình, nó khó cả cho người, đúng không các con? Nhưng người xưa ta nghĩ như thế thì cũng phải, chứ không phải vì là có người mất đi đến chỗ đấy là đem cái điều xúi quẩy đến, không phải. Vì ai cũng phải mất cả, các con phải tin chắc điều này. Không phải nhà mình có người mất là năm ấy mình đi đến nhà nào nhà ấy bị xúi quẩy, không phải. Đi đến chỗ nào xúi quẩy, thế thì không phải.
nhá. Các con nhớ rằng ai mà chẳng có một người mất, nhà nào cũng có người thân mất hết ấy, không trước thì sau. Thế thì chúng ta đem điều suối quẩy đến hết cho mọi người à? Không phải. Cho nên cái sinh tử là lẽ đương nhiên, không phải vì nhà có người thân mất mà tôi đi đến đâu đem điều xấu đến cho người đó, không phải. Các con phải tin điều này nhé. Nhưng về mặt tâm lý thì chúng ta cũng nên, nhà mới có người mất thì không nên đến những chỗ vui vẻ, vì đến đó nó làm khó cho cái người kia, người ta không thể chúc mừng mình được, không thể chúc mình vì mình đang có chuyện buồn, cho chúng ta cũng nên tránh. Vậy nên chúng ta tránh đến những chỗ vui vẻ, có thể hết 49 ngày. Đối với nhà Phật mình thì hết 49 ngày là chúng ta có thể xả tang, là chúng ta không phải cúng linh nữa, nghe không? Đối với quan niệm đạo Phật, hết 49 ngày là xong, không phải để ban thờ của vong linh nữa. Cho nên chúng ta cũng coi như hết 49 ngày, có thể tổ chức đám cưới được. Ví dụ thế, Sư Phụ vẫn cho các gia đình, khi người ta con cái người ta muốn cưới mà ông bà lại mất, thì Sư Phụ thường cho hết 49 ngày là cho cưới được rồi. Trước thì người ta kiêng dữ lắm, người ta phải để hết 3 năm sau, nghe không? Cho nên có nhiều cô cậu là rất kẹt, rất kẹt. 3 năm sau là kẹt lắm đấy. Cho nên khi gặp Sư Phụ hóa giải luôn, mà thôi, hết 49 ngày là cưới được rồi. Thế là về tổ chức đám cưới luôn, nghe không? Không vấn đề gì cả. Thế còn ở đây bạn Ngọc Linh, bạn hỏi rằng đi đến chùa thì nhà mà có người mất mà con cái đi lễ chùa thì quá tốt, nghe không? Rất là tốt luôn. Chúng ta đến chùa lễ Phật, tụng kinh, gặp gỡ chư Tăng để chư Tăng cầu nguyện giúp cho thân nhân của mình, đấy là một cái điều rất tốt. Ai lại cấm gia đình có người mất đến chùa, nghe không? Hầu hết các gia đình có người mất thì con cái thường đến chùa chứ, để thỉnh chư Tăng tụng kinh hồi hướng, cầu siêu độ cho vong linh, chứ đâu có ai lại cấm. Cái điều cấm đó là sai. Ở đây Sư Phụ chỉ nói là không đi đến những chỗ vui vẻ thôi, nghe. Những cái chỗ vui vẻ chúc tụng ta tránh đi, vì nó làm khó cho cái người đó. Thế còn chúng ta đi chùa là rất tốt. Cho nên bạn Ngọc Linh về cứ xin phép bố mẹ là thầy Thái Minh dạy rằng nhà mình, bà mình mất thì con đi chùa là tốt. Điều đó là rất tốt nữa. Nếu con đến chùa, con học Pháp, con nghe kinh, con lại tu tập, hồi hướng công đức phúc báu cho bà thì càng tốt. Con biết sớt bát cúng dường như sáng nay, con xin hồi hướng phúc báu cúng dường sáng nay đến cho bà con. Tên là gì mất ngày tháng này là bà con được phúc báu đấy. Rất là tốt nhé. Cho nên bạn Ngọc Linh không có ngại gì, cứ mạnh dạn về xin với ba mẹ là cho con được đi chùa trong những cái ngày bà mất này, để con lên đó con làm được cái điều phúc hồi hướng cho bà nhé. Điều đó là tốt, và tất cả các con đây đều hiểu như vậy, không có hiểu khác nhé.